Sau nhiều thời gian chờ đợi, thì phần thứ 5 của bộ phim Tây Hành Kỷ đã ra mắt. Cuối phần trước là trận chiến của thiên thần và ám hồn. Dù đã mưu tính nhiều năm, nhưng phe ám hồn vẫn không thể giành được lợi thế. Ám hồn đế Thích Thiên quyết định dùng đến con bài cuối cùng là đi gọi Nguyên Thủy Ngọc Tôn thức tỉnh. Vừa mới mở nắp quan tài, luồng khí xám lập tức bạo phát ra xung quanh. Nguyên Thủy Ngọc Tôn không ngờ rằng mình ngủ say ngàn năm, bây giờ lại có người đánh thức. Bộ dạng hắn ta cực kỳ quỷ dị, trên ngực lại có ba cái lỗ khá đáng sợ. Thân thể ngủ say lâu như vậy rồi, đúng là cần tầm bổ. Hắn bạo phát lực lượng, sức mạnh ám hồn như thế chẻ che tuôn ra bên ngoài, phóng thẳng lên trời tạo thành một cột sáng. Trong lúc này, cả Thiên Vương cùng thần tướng vẫn đang chiến đấu với kẻ địch. Động tĩnh Nguyên Thủy Ngọc Tôn gây ra quá lớn, tất cả mọi người đều chứng kiến được động tĩnh khổng lồ này. Phe ám hồn thì vui mừng và mong chờ được diện kiến giáo tổ. Phía thiên thần thì cảm thấy lo lắng, bọn họ cảm nhận được luồng sức mạnh vừa xuất hiện vô cùng áp bách. Nguyên Thủy Ngọc Tôn chính là kẻ đầu sỏ điều khiển cuộc bạo động này. Sát Tâm Quan Âm biết cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, còn lâu mới kết thúc được. Dưới nhân gian, Long tộc cũng cảm nhận được thiên giới đang xảy ra chuyện lớn. Theo hiểu biết của Đông Hải Long Vương thì ông biết thiên thần vốn có hai mặt đen và trắng. Ông nhắc nhở mọi người liên hệ với bọn hắn thì tuyệt đối phải cẩn thận. Tại Atula Quốc, Như Lai cũng cảm nhận được sự biến đổi của thiên giới, nhưng anh ta lại không tiết lộ điều này cho người đồ đệ, mà chỉ yêu cầu cậu ta cố gắng học tập. Bởi vì bị nhốt tại nơi này nên Như Lai rất sốt ruột. Anh chỉ hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng tới đám người Đường Tam Tạng. Vừa nhắc tới tên bọn họ thì bộ phim lập tức chuyển cảnh. Cuối phần trước, các thầy trò giao thủ với Cổ Long, Đường Tam Tạng và Ngao Tuyết bị đánh rơi xuống vực. Ba Sới và Sa Ngộ Tĩnh lao xuống theo định cứu mạng bọn họ, nhưng không được. Cũng may là bọn họ bám được vào một cành cây khô, sau đó chật vật treo ngược lên trên. Không thấy sư phụ và Ngao Tuyết ở đâu, Bạch Lang nóng lòng muốn xuống dưới cứu bọn họ, nhưng bị Sa Ngộ Tĩnh ngăn cản. Điểm cuối của vực sâu là âm giới, thế giới tồn tại khác biệt với nhân gian. Ba Giới cũng khuyên ngăn Bạch Lang, nếu âm giới có thể xa vào tự do, vậy thì trên đời cũng sẽ không có sinh ly tử biệt. Rơi vào âm giới có nghĩa là mất đi toàn bộ hy vọng sống. Dù rất không muốn, nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận rằng sư phụ và Ngao Tuyết không thể quay về được nữa. Trở lại với thiên giới, Đế Thích Thiên bẩm báo tình hình chiến sự cho Nguyên Thủy Ngọc Tôn nghe qua. Bởi vì phe quang hồn chống cự vô cùng ác liệt nên đại quân ám hồn đã rơi xuống thế yếu, cho nên ông ta phải chọn cách đánh thức Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Năng lực của hắn ta cực kỳ đặc biệt, chỉ cần liếc nhìn một cái đã có thể nhìn thấu nội tâm của từng người. Càng có nhiều ham muốn thì hắn ta càng thích và bàn cho bọn họ sức mạnh. Nhìn thấu nữ tỳ có dục vọng chiếm hữu Sát Tâm Quan Âm, thế là hắn bàn cho cô ta sức mạnh để thực hiện dục vọng của mình. Thực lực tăng lên nhưng bộ dạng lại cực kỳ xấu xí. Đại quân ám hồn nhanh chóng tập trung lại một chỗ, trận chiến tạm thời dừng lại. Sát Tâm biết kẻ địch đang tập trung lại lần nữa, chuẩn bị nghênh đón giáo tổ của bọn họ. Thân ảnh Nguyên Thủy Ngọc Tôn lao nhanh về phía thiên cung. Chứng kiến luồng sức mạnh trên người hắn ta, ngay cả Tam Nhãn thần tướng cũng trầm tư. Hắn bay về phía Tôn Ngộ Không, quyết định sửa cậu ta đầu tiên. Vừa mới nhìn một cái, hắn đã nhìn thấu suy nghĩ và lai lịch của Tôn Ngộ Không. Hắn tán phục tính cách của cậu, nhưng cậu lại trực tiếp khinh thường, lớn tiếng cho biết mình không ưa hắn một chút nào, còn chê hắn ta quá yếu. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cảm thấy đáng tiếc vì tiểu tử này đã chọn nhầm bên rồi. Sau một lời khiêu khích của Tôn Ngộ Không thì hắn ta cũng động thủ định tóm cổ cậu ta. Cậu nhanh trí tránh né rồi tặng lại cho hắn một gậy, nhưng đánh vào người hắn ta lại giống như đánh vào một cục sắt cứng. Hắn ta tung nắm đấm phản công kịch liệt. Tôn Ngộ Không buộc phải bạo phát sức mạnh siêu viên kim cương thần rồi xông lên đánh phủ đầu. Đáng tiếc là vẫn không làm gì được Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Sau một lúc giao thủ, hắn ta cũng bắt được gậy như ý. Hắn thừa nhận cậu rất linh hoạt, nhưng muốn lấy cứng đối cứng để chiến đấu với hắn thì đúng là tự đi chịu chết. Bàn tay hắn có năng lực thay đổi vật chất, chỉ cần chạm vào liền bị biến đổi. Thế là gậy như ý của Tôn Ngộ Không nhanh chóng biến thành đá. Sau đó cậu cũng bị hắn ta túm đầu, cơ thể chậm rãi bị hóa đá. Tập 1 đến đây là dừng lại. Mở đầu tập 2 là một lời giới thiệu. Thời đại thượng cổ xa xôi, thế gian vốn dĩ nằm ở một vùng hỗn độn và tối đen. Sau đó đột nhiên xuất hiện một trận nổ lớn sinh ra đoàn lửa đầu tiên giữa trời đất. Người đời gọi là Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Ánh lửa chiếu rọi xuống tạo ra ba vị thiên thần. Mỗi người đều có quan niệm khác biệt, đại biểu cho dục vọng và hủy diệt là Nguyên Thủy Ngọc Tôn, mang tới sáng tạo và tự ái là Bảo Linh Thượng Tôn. Truy cầu công bằng trung dung là Đạo Đức Thái Tôn, ba vị cổ thần chung tay sáng tạo thiên cung, thành lập đời đầu tiên cho thần quyền thiên giới vĩ đại.
nhưng mà Nguyên Thủy Ngọc Tôn và Bảo Linh Thượng Tôn vì quan niệm hoàn toàn trái ngược nhau nên đã xảy ra đại chiến. Trận chiến giữa hai đại cổ thần kéo dài trăm năm, ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Cho tới khi thiên thần đời đó chết hết, thiên cung gần như phá hủy, thì đạo đức Thái Tôn mới ra mặt giải hòa. Cuối cùng, ba cổ thần phải ký hiệp nghị, giao thần quyền cho thiên thần đời mới, không can thiệp vào sự vụ của thiên cung nữa. Từ đó, Tam Tôn vẫn luôn ngủ say, trở thành truyền thuyết của thiên giới. Cho tới ngày này, hiệp nghị đã mất đi hiệu lực, đại chiến lần nữa dấy lên.